ruồi lính đen ở Việt Nam. Ruồi lính đen mang lại nhiều lợi ích kinh tế nông nghiệp mà ít ai ngờ đến. Thị trường mua ruồi lính đen ở Việt Nam. Ấu trùng ruồi lính đen xử lý rác thải, phân của giống ruồi này thải ra được xem như là nền đất giúp chuồn quê phát triển tốt hơn. Lượng protein trong ấu trùng đạt cao nhất sau 2 đến 3 tuần tuổi. Việc dùng nguồn protein từ ấu trùng ruồi lính đen vừa đem lại lợi nhuận khổng lồ, vừa giúp giảm thiểu lượng chất thải hữu cơ trong tự nhiên. Từ đó, giúp tạo ra nguồn protein bền vững và kiểm soát được chất thải ra môi trường. Theo các thử nghiệm trên thế giới và tại Việt Nam cho thấy, ấu trùng của ruồi lính đen có thể xử lý hầu hết các loại rác hữu cơ của hộ gia đình thải ra. Quá trình xử lý diễn ra nhanh, phụ thuộc vào loại rác. Rác thải từ thức ăn thừa, rau cải hư, củ, quả được xử lý trong 10 đến 12 giờ. Với chất thải có thành phần cellulose cao như giấy vụn, rơm, lá chuối cần đến 10 đến 15 ngày. Ngoài tính năng phân hủy rác vượt trội thì ruồi lính đen còn có giá trị rất cao. Bên cạnh đó, ấu trùng ruồi lính đen có thể sấy khô hoặc đông lạnh, bảo quản trong vòng 8 tháng. Khu vực chăn nuôi ruồi lính đen để phân hủy phân gia súc, gia cầm thì số lượng ruồi nhặng gây hại giảm đến 98% do bản thân ruồi lính đen tiết ra chất kháng lại các côn trùng khác. Ngoài ra, hàm lượng dinh dưỡng trong ấu trùng của giống ruồi này có đến 42% protein và 35% chất béo. Từ những điều trên chúng ta có thể thấy được rằng nuôi ruồi lính đen rất tốt, đảm bảo đầu ra cho ruồi lính đen nhờ những người chăn nuôi rất cần. Các công ty muốn phân hủy, đến thành phố Hồ Chí Minh, hỏi thăm hợp tác xã Hưng Điền có biệt danh chuyên mua ruồi lính đen hầu hết ai cũng biết. Hợp tác xã Hưng Điền chuyên mua ruồi lính đen với giá cả tốt nhất trên thị trường hiện nay. Hợp tác xã Hưng Điền đã góp phần quan trọng trong việc tạo nguồn cảm hứng cho một ngành công nghiệp mới, đó là nuôi ruồi lính đen. Hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ thông tin sản phẩm cũng như tư vấn về ruồi lính đen.